Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lọc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Be Salmon. Ở tập trước thì mình có đi khám phá và vô tình phát hiện được một ngôi làng mới nè. Bên trong ngôi làng thì sẽ có một cái nhà của chị y tá giúp mình chữa trị vết thương cho mấy em Pokemon. Phía bên này thì lại có một cái cửa hàng tiện lợi. Trong cửa hàng có hai chị bán hàng luôn nhá. Một chị thì sẽ bán những cái bức thư nè, cũng như là một chị sẽ bán cho mình những cái quả bóng bắt Pokemon. Ở đây có bán cả Ultra Ball cơ, và giá cả là khoảng 1.200 một trái. Hình như cái này hơi mắc á, nhưng mà tiền nào của nấy các bạn ơi. Với 1.200 thì mình sẽ được một trái Ultra Ball, khá là tốt để mình có thể bắt được những cái bé Pokemon dễ dàng hơn. Và đây cũng có một cái máy bán đồ nữa nè, bán những cái đồ ăn thức uống thôi. Và trong ngày hôm nay mình dự định sẽ đi xuống Nether một chuyến để mình mang về những cái bột đá phát sáng, vì mình đang rất là cần loại bột đá phát sáng luôn á. Nhưng mà trước khi đi thì mình cần phải vô cái nhà của mình nè, lấy một ít kim cương rồi làm một cái cây cúp kim cương luôn á, chứ bây giờ trong người mình đâu có một cái khối hắc diệm thạch nào đâu mà làm cổng địa ngục. Coi nào, bóng Pokemon hình như mình còn đây. Ý, mình còn một trái Ultra Ball mà lần trước mua nè. Vậy là được hai trái Ultra Ball, 9 trái Pokemon thường. Và mình sẽ mang hết số này để đi trong lúc khám phá luôn. Lỡ mà gặp em Pokemon nào á thì mình sẽ bắt luôn nhá. Còn về cái viên kẹo mà mình cầm trên tay này, các bạn có chỉ mình loại kẹo. Ôi, chưa hết của em này khiêu chiến rồi. Được, khiêu chiến thì mình sẽ tiếp nhận luôn và thử cái skill mới của em Chameleon luôn, là Ryan Reina. Thử một phát coi. Và ui, không có tác dụng với em này. Ui, như em này phun độc hay sao các bạn ơi. Dùng lửa không có tấn công em này được rồi. Vậy thì mình sẽ dùng những cái skill hệ thường coi. Ui, vậy là em Chameleon của mình hình như không tấn công được cái em Cyanotic này rồi. Nè, cái em hình cái em cây nấm này nè các bạn ơi. Thử cào coi có được không nhá. Ý, cào thì được. Em này cấp 24 lận. Kìa, mỗi lần tấn công như vậy em Chameleon của mình mất khá là nhiều máu ấy. Căng nha, mới ở trong làng tôi mà đã gặp một cái em Pokemon thứ dữ rồi. Cấp 24 mà khỏe quá luôn á. Ôi, chắc mình sẽ bắt em này thôi các bạn ơi. Ui, sao lại hồi phục rồi kìa. Wow, em này có kỹ năng hồi phục luôn nha. Ồ, em này hệ tiên. Em này hệ tiên hệ lá chứ không phải là dùng độc các bạn ơi. Các bạn có chỉ cái hệ này là hệ tiên nè. Ui, hay thiệt á. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hang luôn. Và viên kẹo mà mình cầm trên tay này á, nó sẽ có công dụng làm cho mấy em Pokemon mình lên cấp. Chẳng hạn như là em Chameleon của mình đang level 27 đúng không, và cho ăn thêm một cái viên kẹo đó, lập tức sẽ lên cấp liền. Và coi nào, mình học được thêm một kỹ năng Fire Fang hả. Mình coi cái này tấn công được 65 hả. 65 thì mình sẽ thay thế cho kỹ năng này đi. Rồi, và em Chameleon của mình khi tiến hóa lên á thì cái phần đuôi đã cháy lửa rồi nè, nhìn rất là đẹp luôn. Ôi, chưa, vô trong. Ủa, đây là Pokemon gì vậy? Không sao quá, mình không có xem thông tin được các bạn ơi, như đó là boss thì phải á. Ừa, sẵn tiền đây thì mình cũng khoe với các bạn một cái khu vườn Apricorn mà mình có trồng được trong thời gian với hai tập nè. Ở đây á thì mình đã sưu tầm đủ những cái loại Apricorn luôn rồi. Đỏ nè, vàng, rồi màu xanh nước biển, xanh lá cây nè, màu hồng, màu ấy, cái này là màu trắng thì nó chưa có ra trái, cũng như là màu đen. Bảy loại này sắp tới mình sẽ nhân giống ra cho cái khu vườn thiệt là to luôn nhá. Rồi, giờ thì đi tìm một cái hang thôi. Ui, chết rồi. Ồ, đang đi tìm hang thì mình gặp một em Pokemon rớt xuống hang rồi. Không biết em đó có sao không nữa. Để mình thả cái xô nước này cho chắc cú các bạn ơi. Để lỡ mà rớt xuống dưới này cao quá là ngỗng của tỏi luôn ý. Ồ, không biết sao em này đi lên trên đây. Ồ, em... Ê, cái này không phải em nên... Em này là em... Bachi Risu. Không biết em này hệ gì ta. Để mình xem thông tin cái đã. Và cái hang này cũng có vẻ khá là thuận lợi cho mình đi tìm khoáng sản á. Em này hệ điện luôn nha. Wow, cấp 20. Nhưng mà mình có em Pokemon hệ điện rồi nên giờ mình cũng chưa dám thuần phục thêm á, vì số lượng slot chứa bóng Pokemon mình có hạn các bạn ơi. Nên mình cần phải tranh thủ đi xuống Nether và làm một thứ giúp mình có thể chứa được nhiều bóng Pokemon trong cùng một lúc hơn á.
Rồi và đây có than thì mình sẽ farm thêm một ít để làm thêm đuốc nhá. Đây làm thêm một vài cây nữa. Được 36 cây luôn nè. Rồi đi tìm kim ở không đi tìm obsidian thôi, nhưng mà nếu gặp kim cương thì càng tốt á, để dành sử dụng trong thời gian sắp tới luôn. Đi xuống phía dưới một tí. Ui phía dưới lại có một em Pokemon nữa kìa. Ở đây có Amethyst nè, cũng như là Sapphire luôn. Mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm một mớ khoáng sản này nhá. Còn sắt thì ở nhà mình còn nhiều lắm rồi, khi nào thiếu thì mình sẽ cố gắng farm thêm sau. Và đây là em Pokemon gì đây? Rillaboom. Có nên thường phục không? Em Pikachu, em Charmeleon của mình cấp 28 rồi ấy. Được, thử xem. Rồi thử chiến đấu với em này xem như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng skill hệ rồng đi, Ray Run Ray nè. Tấn công một hit. Ui kéo được phân nửa máu luôn. Ui tính ra em này cũng mạnh lắm ấy. Phân nửa máu để xem coi. Hay là mình dùng cái bóng Pokemon mình thuần phục luôn ta. Mình sợ mình đánh thêm một hit nữa em ấy sẽ bị bại trận luôn á và không có thuần phục được. Đây mình sẽ sử dụng Ultra Ball nhá. Có hai trái trong người nè. Và chuẩn bị. Ê bắt vô rồi. Đợi thôi. Được không? Yes. Được rồi các bạn ơi. Ui lần này mình thuần phục được một em Pokemon cấp 28 luôn. Và em này là giống cái các bạn à. Cũng được á nha. Ui ở dưới có con Pokemon sáp ai kìa. Nhờ sự trợ giúp của các bạn mà mình cũng biết thêm kha khá thông tin về những Pokemon trong này. Và phía bên này thì đã có lava để mình có thể lấy được rồi. Mình sẽ đổi lava đó thành hắc diệm thạch bằng cách cho nước vào ấy. Nhưng mà trước khi xuống dưới thì mình sẽ lấy một ít cái Sapphire bên đây cái đã. Bỏ Sapphire thì phí lắm. Rồi được thêm 2 viên. Và chắc giờ thì đi xuống dưới thôi các bạn ơi. Nhảy xuống dưới thôi. Không biết có kim cương không ta, có vàng nữa nè. Mình sẽ đổ cái này ra trước cái đã. Rồi cho nó thành hắc diệm thạch mở đi. Ok để bây giờ mình sẽ ngồi đây đào khoảng 10 cái cục hắc diệm thạch nhá. Và thêm 4 cục nữa để sắp tới mình làm một cái bàn enchant. Rồi sau đó tiếp tục khám phá dưới này tìm thêm một vài em Pokemon khác nhá. Mình đã lấy được một ít cái hắc diệm thạch rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy lại cái xô nước nè. Rồi sau đó tiếp tục khám phá thôi. Phía bên này hình như còn một cái hang nữa nè các bạn ơi. Để mình qua đây mình khám phá cái nhá. Nhảy lên đây một cái nè. Ui có redstone ha, đào thêm redstone cũng được. Tại vì cái redstone cũng cần trong công thức chế tạo một xíu của mình nữa, nên mình sẽ lấy luôn nhá. Lấy thêm mớ này nữa đi. Rồi đi tiếp về hướng bên này. Có một ít cái ui Gildut nè các bạn ơi. Hôm qua mình gặp em này ở dưới hang nè. Em này mới cấp 10 thôi. Chắc mình chỉ farm em này thôi quá chứ không có thuần phục ấy. Để khi nào mà mình gặp em nào mà cấp cao cao một xíu thì mình thuần phục một lần cho tiện luôn, đỡ phải luyện cấp độ ấy. Có thêm sắt này. Mình cầm cái đuốc trên tay cho nó sáng xíu coi. Và kim cương. Quả là một ngày may mắn các bạn ơi. Vừa xuống cái khu vực đào thôi mà đã gặp được kim cương rồi. Được 4 viên luôn. Được thiệt sự. Vậy là có thêm chiến lợi phẩm mang về trong cái chuyến đi tìm obsidian của mình rồi. Hay là mình qua hướng bên đây luôn ta. Mình thấy bên đây vẫn còn đường đi nè. Hướng đây thì có. Úi lại là một cái hồ lava khác. Úi được nha. Coi nào. Không biết hôm nay mình đi mình có đủ may mắn để gặp thêm một vài em Pokemon huyền thoại không nữa. Lần trước mình xuống hang á, mình gặp được một em Pokemon huyền thoại luôn. Nhưng mà mình chưa đủ sức để kiểu như là thuần phục ấy. Giờ thì mình trở lại với dàn Pokemon mạnh hơn một tí rồi, hy vọng là có thể gặp lại em ý. Nhưng mà với tình hình này thì có vẻ khó đây. Có thêm Ruby ứng bên này nè. Ủa em này là em Pokemon gì mà nhìn tròn tròn vậy ta? Để mình coi. À Rorandrola. Cái này thì mình gặp rồi. Lấy thêm một ít cái Firestone Shack nữa. Đây nữa nè. Và coi nào. Cái này một cái hang nữa. Hệ thống hang dưới đây nó hơi chằng chịt một xíu các bạn ơi. Đằng kia thì có em Gastly. Ui kìa le lử kìa nhìn mình nữa chứ. Nhưng mà thôi chắc bây giờ mình sẽ trở lên. Ui xích nữa lọt xuống lava. Để bây giờ mình sẽ trèo lên trên mặt đất. Rồi sau đó trở về nhà và bắt đầu công việc chế tạo thôi các bạn ơi. Dưới hang hoài thì bất cẩn rớt xuống lava là hẹo đó.
Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi, và bây giờ thì mình sẽ đặt cái cánh cổng địa ngục xuống nhé, để có thể xuống địa ngục và khám phá. Và cánh cổng này mình dự định sẽ đặt ngay góc này luôn đi, chỗ này khá là thích hợp nè, đặt theo hình tiết kiệm nhá. Vì số hắn chùm thạch của mình nó có hạn một tí, cho đây khói gỗ và đặt ngang. Vậy là xong cái hình rồi, giờ thì mình cần chế tạo thêm một cái bật lửa nữa để có thể kích hoạt cánh cổng lên. Và trong lúc chờ đợi đi xuống địa ngục thì mình sẽ chế tạo thêm một cái cây xẻng, vì mình đang cần đào thêm một tí cát và chế tạo ra những cái khối kính á. Phía gần hồ thì có rất là nhiều cát luôn, nên thoải mái mà ra đào luôn các bạn ơi. Sẵn tiện đây mình sẽ đi qua hướng phía bên đây luôn nè. Các bạn có thấy hình vàng vàng không? Ở đằng kia nó cái radar nó có chỉ cho mình một cái master chest ở phía bên kia á. Master chest thì sẽ có tỷ lệ rơi ra những cái master ball, một loại bóng Pokemon rất là xịn trong Bisamon luôn á. Để mình qua đó mình kiểm tra thử nhá. Rồi và mình đã tiến lại gần cái Master Chat rồi, để mình kiểm tra coi. Ui, ở đây có em Pokemon gì mới level 2 gì đáng yêu vậy? Nhìn giống con sâu ghê luôn á. Caterpie. Em đó là Pokemon Caterpie các bạn ơi. Trên cao là Pokemon gì vậy? Bitgay. Nhìn khá là giống chim bồ câu ấy. Rồi, giờ đây kiểm tra thôi. Hy vọng là sẽ rơi ra một thứ gì đó xịn xịn cho mình. Ta-da! Lucky Egg. Quả trứng may mắn. Ủa cái Lucky Egg này dùng để làm gì ta? Nhưng mà mình chưa biết á, để mình giữ trong kho đồ đi. Sắp tới biết công dụng mình dùng sao cũng được. Phía bên này vẫn còn cái Master Chest nữa nè. Ui hết vậy. Ở đây có em Pokemon Burmy nè, nhờ chọn xe luôn à. Và coi coi cái Master Chest này nó lại tiếp dưới hang à. Ui. Cái này nó nằm ở dưới hang luôn các bạn ơi. Và đây là đường vào. Mở ra nè. Được một cái trick room hả? Cái này á mình có thể dạy skill cho mấy em Pokemon được á. Và nếu không muốn dạy skill thì mình cũng có thể bán để kiếm thêm tiền và mua bóng chứa Pokemon. Đằng này vẫn còn nữa chứ. Cái này là Poké Chest bình thường rồi các bạn ơi. What? Poké Chest kế một cái Master Chest luôn. Trời ơi, nhưng mà ra toàn đi nhẹ cũng vậy. Buồn nguyên sự luôn á. Và đây là Pokemon gì đấy? Đây là Metapod. Em này là hệ côn trùng hay sao ấy các bạn ơi. Vậy là ở mỗi cái địa hình cũng như là mỗi biome á thì sẽ có những cái loại Pokemon khác nhau, như ở cái khu khu mà kiểu như nhiều cây thấp thấp như vậy nè sẽ có những cái em Pokemon côn trùng. Em này có phải côn trùng không? Không. Em này là hệ tiên với hệ lá các bạn ơi. Giống như cái em Pokemon hình cây nấm mà lúc đầu mình gặp ở làng á. Hệ tiên thấy vậy chứ khỏe lắm. Mình đánh một lúc á là tự nhiên hồi máu à. Ồ, cái đó mà kiểu như chiến đấu cùng mấy Pokemon khác á sẽ rất là lợi ấy, vì nó sẽ giúp hồi máu cho đồng đội luôn. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nhà và nung số cát này ra thôi. Cái khu vực này các bạn có thấy trống không? Bởi vì mình đã tranh thủ dọn hết cái cây ở đây rồi, sắp tới thì mình sẽ xây dựng căn nhà riêng cho mình, chứ không có ở ké nhà của cô y tá nữa đâu. Ở ké hoài thì kỳ lắm luôn á. Đây, nung cái cát ra nè. Sẵn đó lấy sắt ra luôn. Rồi cất sắt vô trong này lại nhá. Cắt đi những cái mầm cây. Thì ở này thì một xíu mình về mình sẽ coi coi, nếu cái ăn tốt thì mình sẽ dạy, còn không tốt thì mình sẽ đem đi bán. Kiếm thêm mớ vốn mua bóng Pokemon các bạn ơi. Rồi giờ thì xuống cổng Nether thôi nào. Hy vọng là xuất hiện ở một nơi thuận lợi một tí nhá. Và mình đang hồi hộp với không biết thế giới The End trong Pokemon như thế nào ấy. Ui chết rồi, nó cho mình vô trong cái hàng luôn. Á kìa. Đá phát sáng thứ mình đang cần. Đằng kia cũng có nữa. Mình nghĩ qua đằng kia sẽ tốt hơn á, vì nó khá là thấp các bạn ơi. Nhưng mà quên, mình quên mất là một điều rất là quan trọng khi mà xuống địa ngục. Đó chính là làm ngay một cái điểm liền. Portal giống như vậy nè. Để một tí còn có cái mà tìm đường về nhà. Và dưới này thì có rất là nhiều Pokemon khác nhau luôn á. Để mình nghĩ một vòng coi. Đó đó đó. Ở dưới này cũng có em Gastly nữa kìa. Ui, không ngờ Gastly vẫn sống dưới địa ngục các bạn ơi. Mình nghĩ á, Gastly sẽ sống ở những nơi mà thiếu ánh sáng á, chẳng hạn như là trong những cái hang hoặc là dưới Nether, vì dưới này rất là tối luôn. Wow, đằng này là có em Paunia. Em này là hệ bóng tối. Cấp 30 luôn hả? Có nên không ta? Mình chưa có em Pokemon nào hệ bóng tối hết. Nhưng mà rất tiếc là mình full slot ấy. Đâu, mình còn một slot nè.
Ở đằng kia cũng có con em nữa. Ui, đằng đây là Pokemon gì đấy? Hình như là đây dạng tiến hóa của Gastly hay sao các bạn ơi? Haunter. Ồ, đây là dạng tiến hóa của Gastly hay sao nè? Ừ, mình thấy cái hệ khá là giống em Gastly luôn á, không biết có phải không ta. Nhưng mà tạm thời mình sẽ lấy thêm ít cái mộc đá phát sáng đi, khoảng nhiêu đây đi, được khoảng nhiêu à, một stack thôi, quá dữ quá dữ. Giờ thì chắc mình sẽ đồng phục em Paonia này thử nhá, hy vọng là có thể bắt được em này để mang về một em Pokemon thể bóng tối đầu tiên và xuất hiện đi cha Charmeleon. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng của hệ rồng nhá, đó chính là Raidon Ray. Nó tấn công một phát kéo được nửa ống máu rồi, cơ hội để mình có thể thuần phục là đây. Mình sẽ sử dụng liền cái quả bóng ấy, có đem không? Ừ, may quá có đem Ultra Ball, bắt vào Ultra Ball liền. Hy vọng là được, hy vọng là được. Xây xây đừng có chống cự nha. Yeah, được rồi. Mình đã được một em Pokemon hệ đâu rồi, em này là hệ gì đây, xem một phát hệ bóng tối đầu tiên nè. Kỹ năng thì sao, em này có bốn kỹ năng các bạn ơi. Một kỹ năng này gây được sát, một kỹ năng ý, nhưng mà có một kỹ năng gây được sát thương thôi, chiêu cào này là gây được sát thương thôi hả. Chắc sắp tới mình phải dạy thêm kỹ năng khác á. Và dưới này vẫn có những cái Poké Chat các bạn ơi, đó cái radar ở góc trái này đang chỉa về phía trước một cái Poké Chat kìa. Đằng này lại là một Pokemon mới nữa, Magma. Pokemon này là Pokemon hệ lửa luôn nhá. Ui, có cặp sừng nhìn khá là nguy hiểm đấy. Còn đây là Pokemon gì lạ vậy? Slugma. Được được, em này cấp 9. Ủa cấp 5 thôi, nên mình sẽ tấn công để farm thêm ít đồ nhá. Rơi ra gì nào? Bột quy lửa với kem Magma. Wow, đúng những cái tên luôn á. Slama. Và đây có những cái thạch anh à. Ý, Gastly cấp 8 mà dám khiêu chiến với mình. Dám đùa với Charmeleon của mình à. Và đến bãi rồi, rơi ra nước mắt nè, cũng như là các linh hồn thôi. Để mình khai thác nốt cái số thạch anh này cái đã, tại vì sắp tới chắc cũng có vài công thức nó liên quan đến thạch anh đó. Mình thì không muốn qua lại thường xuyên với hai thế giới này đâu, vì sẽ rất là nguy hiểm. Và phía dưới ở đây có em mau đơm, em này là Pokemon vừa lửa và bóng tối luôn nè. Wow, dưới đây có nhiều Pokemon xịn lắm các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ trở về nhà đi. Đây sẽ trở về Portal nè, rồi sau đó bắt đầu công việc chế tạo liền thôi. Và cạnh cánh cổng của mình còn có một em Pokemon to co. Em này cấp 35 lận, nhìn rất là giống một con rùa luôn ý. Em Pokemon nó giống rùa cực luôn. Đợi một xíu, khi mà mình có nhiều không gian chứa Pokemon hơn thì mình nhất định sẽ quay trở lại nha. Còn giờ thì bắt tay vào công việc chế tạo luôn thôi. Khi đã có những cái bột đá phát sáng nè, mình sẽ nén lại tạo thành cái khối đá phát sáng kết hợp với một ít redstone giống như vậy, để mình có thể tạo ra được một cái đèn redstone nhá. Đây có được đèn redstone rồi nè, và cái kính hồi nãy mình đang nấu nó cũng đã nấu gần xong rồi. Mình lấy ra và làm ra những cái tấm kính giống như vậy. Nhưng mà mình đang thiếu một món rất là quan trọng nữa, đó chính là những cái aluminum plate. Và để tạo ra được thì mình cần phải đi nện những cái aluminum ingot ra những cái plate cái đã. Ước gì giờ mình có cái slam ha, có slam thì mình sẽ tự động hóa cái quá trình này luôn, đỡ phải kiểu như là nện thủ công giống như vậy á, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mà không sao, nhìn cái quá trình nện những cái plate này cũng khá là thích á. Nó đang dẹp dẹp từ từ nè, và chuẩn bị thay đổi hình dạng thôi. Nó thành hình vuông và búp thành aluminum blade rồi. Nên một hồi trời tối thui luôn rồi các bạn ơi. Chắc sắp tới mình phải nâng cấp cái dụng cụ quá, tại vì cái hammer bằng sắt của mình á, mình thấy cái tốc độ nện của nó không được nhanh cho lắm ấy. Để coi coi mình còn loại khoáng sản nào có thể làm được hammer không ấy đã. Mình nghiên cứu cái mình làm một cái cây hammer mới thôi, chứ nện có tí xíu mà ha, trời tối thui luôn là không có làm được chuyện khác á. Và nãy giờ về nhà mình quên cho hồi phục mấy em Pokemon của mình, để giờ thì mình sẽ nhờ chị y tá hồi phục giúp mình nhá. Nó được hai cái trái Ultra Ball kìa các bạn, và ta đa hồi máu rồi. Khi đã có những cái play rồi đúng không, mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy nè, kết hợp với khối đèn redstone, một ít kính và ý chết
mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng, một cái bột redstone. Đây nè, có bột redstone rồi, mình sẽ đặt ở phía dưới nha. Cái đèn thì ở giữa và kính ở phía trên, cũng như là những cái play ở xung quanh, và tạo ra một cái máy tính. Có máy tính thì công việc chứa Pokemon sẽ dễ dàng hơn á. Máy tính thì mình sẽ đặt tạm ở đây đi. Rồi, nhìn kìa, có bàn phím đàng hoàng và một cái màn hình rất là to. Khi mình mở máy tính lên thì sẽ có những cái kho chứa á, giúp mình có thể chứa được những bóng chứa Pokemon luôn, và có tới tận 30 cái hộp giống như vậy lận các bạn ơi. Wow, giờ tụi mình sẽ thử nha. Như em Fanbi này đi, mới cấp 14 thôi, mình không kịp luyện á, mình sẽ cho em này vào. Kiểu như mấy em này mình sẽ sưu tầm từ từ các bạn ơi, rồi có kẹo mình sẽ cho lên cấp sau. Rồi Claire Fairy thì cũng vậy nè, cho vào luôn. Mình chỉ chừa những em Pokemon khỏe khỏe ở ngoài để có thể đồng hành cùng mình và thuần phục những Pokemon xịn hơn nha. Rồi tạm thời thì mình đã cho vào trong đây. Ngoài ra hình như mình còn có thể mang theo nữa cơ. Nè, với tỉ mình đi bắt Pokemon đúng không, mình có thể mang theo máy tính. Và mỗi lần cần chứa Pokemon sẽ cho vô đây. Như vậy thì mình sẽ không mất thời gian trở về nhà luôn á, rất là tốt. Và ngoài ra thì mình có thêm không gian và bắt Pokemon khác luôn nè. Khi đã có cái này thì chắc mình sẽ quay trở lại địa ngục thôi. Vì ở dưới á, mình thấy có vài Pokemon khá là lạ lạ mà trên này hổm rày mình đâu có gặp đâu. Mình vừa dần dẹp đồ xong rồi, và bây giờ thì mình sẽ gom cái số đĩa nhạc mà hổm rày mình nhặt được từ những cái chest nè, qua cái cửa hàng và xem coi giá cả như thế nào á. Nếu giá cả mà bán ok thì mình sẽ bán để kiếm thêm những cái Ultra Ball nhá, để thuần phục những em Pokemon thôi. Đổi gì này nè, để coi coi. Ui, cái đĩa màu hồng này bán tới giá 5.000 lận. Giá cả này hợp lý nè, một cái đĩa mà 5.000 là hơi bị nhiều đó. Bán luôn, vậy là có được 10.222 tiền các bạn ơi. Với số tiền này mình sẽ mua cho mình 5 trái đi. Ý, 8 trái luôn hả? 8 trái Ultra Ball thế thì nó lại xịn quá. Nhưng mà được, mình sẽ mua hết 8 trái. Và còn 620 tiền để coi coi mua được cái gì nữa không. Có cái Heal Ball nè. Cái đó thì từ từ mình sẽ mua sau các bạn ơi. Giờ thì mua những cái xịn và bắt mấy em Pokemon xịn trước cái đã. Rồi giờ thì với 8 trái Ultra Ball này thì mình có thể... Ý! Chết không, ngôi làng mình thành nơi tập tụ của những cái con boss rồi các bạn ơi. Đây có em Pokemon Heracross. Ui, cái này giống con bò hút vậy. Có cặp sừng nhìn giống y như cái nơ luôn á. Không biết mình có đánh lại không ta, mình tới 3 Pokemon lận mà. Thử luôn. Rồi triệu hồi ra Charmeleon nè. Cấp 40 hả? Nhìn cấp độ là mình thấy mình toan rồi đó. Thử dùng Ray Run Ray coi. Ao ui. Mình chưa tấn công mà. Thôi các bạn ơi, chạy. Mấy em Pokemon mình chưa đủ trình để có thể tấn công và đánh bại những cái con Pokemon boss kiểu vậy đâu. Nên chắc tạm thời mình sẽ lượng sức và hồi phục lại cho em Charmeleon của mình cái đã. Đi xuống địa ngục coi, ở trên này gặp boss thứ dữ kìa. Ở đó còn có em Pokemon gì đây? Giống con ong đi luôn á, Beareal. Đúng rồi, nếu mà nhớ làm em đó là Beareal thì phải. Ok, giờ thì xuống địa ngục và tìm Pokemon mới thôi. Ở đây mình gặp em Pokemon Duskull nè. Bé xíu à, mà tới cấp 33 lận. Wow, em này là hệ mai các bạn ơi. 33 hả? Ý. Ui, hình như em này Pokemon hệ rồng nè. Vừa hệ rồng vừa hệ lửa hay sao ấy đúng không? Cấp 36 lận. Đúng luôn, vừa rồng, vừa hệ rồng và vừa hệ lửa luôn. Được nha. Mình sẽ thử cho em Charmeleon của mình chiến đấu với em này xem như thế nào. Rồi, tấn công nè. Đầu tiên là rồng á. Rồng thì dùng kỹ năng của rồng luôn. Kéo được một ít máu rồi. Ui, em ấy phun lửa mình kìa. Dám phun lửa Charmeleon của mình hả? Mình sẽ thử tấn công bằng Ray Run Ray một lần nữa. Rồi, khi phần máu đã kha khá thấp á, thì mình sẽ tiến hành sử dụng bóng chứa Pokemon và Ultra Ball xuất hiện. Đó, bắt được rồi. Và hy vọng là sẽ thuần phục được. Cố lên. Ultra Ball. Cuối cùng cũng được rồi. Được thêm một em Pokemon hệ rồng nữa rồi các bạn ơi. Và cái... Pikachu Z này á, mình có thể cho em Pikachu mình thì kỹ Z, nhưng mà mình thì chưa có cái vòng Z các bạn ơi, nên chưa có thi triển được á. Ở đây có em gì đây? Clefairy, cấp 19 luôn. Nhưng mà cái đó em Pokemon đó mình bắt rồi á, nên tạm thời mình sẽ không có bắt nữa nha. Coi ứng này còn em Pokemon nào lạ không. Ở đây có em Beareal. Beareal cấp 30 hả?
Được được, mình sẽ test thử sức mạnh của em Shaman Leon của mình nhá. Đó, tấn công em Imperial này hơi bị thốn luôn. Rồi, mình nghĩ là thêm một hit nữa thì em này sẽ bị mình đánh bại á. Úi, vẫn chưa à. Úi, còn búp cái gì lên nữa kìa. Nhưng mà rất tiếc cho Imperial là mình đã đánh bại rồi. Và mình sẽ nhặt được những gì từ Imperial đây ta? Úi, em Shaman Leon của mình lên cấp rồi. À, em đó là chuột chuỗi hay sao á, và rơi ra cho mình một cái cục đá nè. Ồ, phía kia còn có một cái tòa thành nữa. Wow, đằng đây là em Pokemon gì đây? Ồ, sáp ấy. Ui, sáp ấy cũng có dưới địa ngục các bạn ơi. Và hình dạng á, cũng như là màu sắc nó cũng có một tí thay đổi nè. Màu đỏ đàng hoàng luôn. Mình có 4 Pokemon nữa ta. Nếu mình mà hợp sức 4 Pokemon, nó mới có đánh bại được em này không nữa. Thử 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 thử. Cấp 46. Thôi. lượng sức các bạn ơi. Lúc nãy ở trên á, mình đánh với em kia cũng đâu có đánh lại đâu. Còn đây em nào đây? Em Slug mà. Em kia thì mới cấp 40 thôi mà mình đánh không lại. Em kia 46 làm gì mà đánh lại được. Còn đây là em to quá. Em này cấp 45 lận. Ôi, các bạn có để ý đó, là khi mà Pokemon của mình càng mạnh lên thì những Pokemon mà mình gặp á cũng sẽ có cấp độ cao hơn. Và nhiều khi em xịn hơn rất 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 là nhiều nữa. Ui chết rồi, đằng kia có em Paunia đang bị dính lava kìa. Phải qua bên kia và cứu em thôi. Nhưng mà mình không có block, để mình đào ít cái khói này cái đã. Ui, chạy được rồi. Em kia chạy tính bơ. Ui, da. Ui da, lava nó tràn qua chứ. Ở đây là em gì nhìn giống con thằn lằn vậy. Em Pokemon gì? Ây ui. Ây da, ây da. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. No, no, no. Ui đừng 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 đừng. Rồi. Eo ui, ta nói. Đụng vô lava con chiêu đã cháy rồi. Không có giáp các bạn ơi, bởi vì đụng vô lava ha là chết cháy liền á. Nhưng mà may quá mình nhanh tay. Mình ha lợi lại cái cánh cổng liền để tránh trường hợp mất mấy cái bóng chứa Pokemon với những món đồ trên người á. Ủa, mấy cái đĩa nhạc này đâu ra vậy? À đúng rồi, mấy đĩa nhạc nãy mình chưa kịp bán. Ừ hé. Coi coi mình có mất cái gì không. Ui đừng nói mất cái máy tính của tôi nha. Tôi mới chế cái máy tính đó. À đây đây đây, máy tính đây, máy tính đây. Hơi quá, hơi quá. Ok, rồi các bạn ơi, sẵn đây á, thì mình sẽ hồi máu cho mấy em Pokemon của mình luôn nhé. Để một xíu thì mình có thể thuần phục thêm một vài em khác nữa. Tính ra tiếc ghê nhờ. Mất hết miếng kinh nghiệm rồi. Ui. Chết rồi, em Clefairy này bị dính lava. Mà còn dám khiêu chiến như mình nữa. Hăng vậy. Ôi, kỹ năng của hệ lửa thì không thể nào tấn công được em này. Em này như hệ tiên nè. Và mình sẽ thử tấn công bằng Crash coi, cào một phát. Ui, cào cũng khá là thấm em ấy luôn á. Rồi, ui em ấy đang hồi máu hay sao kìa. Vậy thì mình sẽ thử phun lửa lại nè. Em Charmeleon của mình đang thích em Clefairy này. Tại vì em Charmeleon mình là giống đực nè, còn em này là giống cái á. Nếu thích thì hay là mình bắt thêm một em ta. Tại vì bây giờ mình đã có một em rồi, bắt nữa thì nó sẽ bị trùng ấy. Không hay đâu. Thôi vậy mình sẽ tha cho em này nhá. Vì ý, ý, chết 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 chết. Chết rồi, mình lỡ. Ui có sao không vậy? Đừng có sao nha. Mình lỡ để em đó trúng cái lava các bạn ơi. Rồi đằng này có em Mauter nè. Cấp 50 hả? Thử 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 sức. Ui chết rồi, cái em Charmeleon của mình bị cái hiệu ứng gì SLB nè. Thử tấn công bằng kỹ năng này xem. Ui có vẻ không có tác dụng rồi. Ý, được 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 được. Vẫn có thể tấn công được các bạn ơi, vẫn còn cơ hội. Thử kỹ năng phun lửa xem. Ui, đúng là kỹ năng của hệ rồng có khác các bạn ơi. Hệ rồng tấn công phát nào là thấm phát đó luôn á. Ui của kìa, em Charmeleon mình có thể đánh bại được. Cố lên, kỹ năng Ray Run Ray. Cố lên, cố lên. Một hit nữa thôi. Yes. Ủa nhưng mà... Ủa sao nãy mình không không thuần phục ta?
Ôi chết rồi, mình dở rồi. Úi, chưa hết đã có đối thủ mới rồi. Dust Quân cấp 33 hả? Ui sao bây giờ đắt khách vậy? Ai cũng muốn khiêu chiến với em Chamelon của mình hết đó. Nhưng mà đây chính là cơ hội để mình rèn thêm level á. À, mình hết BB rồi nên không dùng kỹ năng của hệ rồng nữa các bạn ơi, dùng phun lửa đây. Đó, phun lửa cũng thốn chứ bộ. Phun lửa thì mình có tỷ lệ sẽ đốt cháy được mục tiêu nữa nên khá là hay. Giờ mình sẽ thử em nào ta? Em Baunia này xem. Đây em Baunia nè. Dùng kỹ năng thường thôi. Đây. Crush cào một phát. Ui, kỹ năng thường không thể tấn công được cái em Dusk của này. Vậy thì dùng kỹ năng của hệ bức coi. Ý, dùng phát đi rồi. Và mình được thêm 400 mấy kinh nghiệm chứ. Và đi tiếp thôi. Ở đằng này thì có tiếp những em Ghastly. Ui, Pokemon gì bé xíu vậy? Yamask các bạn ơi. Ui, chết rồi, một con Ghastly đang khiêu chiến mình. Liều thiệt. Vậy thì mình sẽ cho em Tornadon này chiến đấu nha. Thử nè, kỹ năng ê, gây độc nè, Smog. Có kỹ năng gây độc luôn hả? Nhưng mà thất bại rồi, tại vì em này là Ghastly mà. Kiểu như không khí vậy á, hệ khí hay sao ấy, nhưng nên không có thể tấn công được. Vậy thì đốt xem coi có thốn không nha. Ember. Nó phun lửa kìa. Thốn thiệt sự các bạn ơi. Ghastly thì mình chưa có bắt được em nào á, nên mình sẽ thử thường phục bằng một cái quả bóng chứa Pokemon thường thôi. Em này thì mình nghĩ cũng sẽ dễ bắt á, nên không nhất thiết phải dùng những cái quả bóng xịn đâu, để tiết kiệm hết mức có thể. Ui mà hơi khó bắt thiệt các bạn ơi. Em này thấy cũng bình thường nhưng mà sao khó bắt vậy? Thử một bóng nữa coi. Bóng thứ hai nè, hy vọng bóng thứ hai thì có thể bắt được thành công em Ghastly nhá. Người ta nói nhất quá tạp nha Ghastly, lần thứ ba lẹ, anh tiêu diệt em luôn đấy. Lần này thì chịu đi, ngoan ngoãn về đội của anh. Rồi, bóng chứa Pokemon lần ba. Để coi có bắt được không. Đố anh bắt được em. Thôi xong rồi. Vậy là Pokemon này khá là khó bắt các bạn ơi. Mình hơi đánh giá thấp á, để mình dùng cái Ultra Ball đi. Có Ultra Ball thì tỷ lệ bắt dính nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với quả bóng Pokemon thường. Và chuẩn bị nè. Ta-da. Được rồi. Vậy là mình đã bắt được một em Ghastly. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi. Và khi đang có nhiều Pokemon cùng một lúc á, thì mình sẽ gửi vào trong này bớt nha. Để về nhà mình sẽ chữa trị vết thương sau. Đây có em Maudom cấp 36 lận. Thử nha. Ê. Ui, đừng mà, cái gì thì bình tĩnh, đừng có nhảy xuống nha. Là ba đấy. Rồi Chameleon, mình sẽ triệu hồi ra Chameleon một xíu nha. Rồi để luyện cấp cho em này luôn, để em này tiến hóa càng nhanh càng tốt và sử dụng kỹ năng của hệ rồng nè. Ai dùi, quýnh đầu đấy. Nhưng mà Chameleon của mình không kém cạnh tí nào, tiếp tục tấn công bằng kỹ năng của hệ rồng. Thử xem ngươi có chịu nổi không. Đó, Houndoom đã yếu rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ sử dụng Ultra Ball để bắt nha. Hôm nay mình bắt hơi bị nhiều mấy Pokemon cấp cao luôn á. Mấy lần trước thì mình bắt cao lắm, tầm cấp mười mấy à. Giờ thì bắt được cấp 36 luôn nè. Đó, bắt được luôn, tuyệt vời. Và mình sẽ hồi máu liền cho em Houndoom luôn nha. Pokehill nè. Rồi, vậy là nãy giờ đi dưới đây mình đã bắt thêm được hai em rồi đó. Coi nào. Duskull cấp 33, thôi. Né làm cái. Em Yamask nè. Mình mà không để ý kỹ cái phần tên thì chắc mình cũng không thấy em này đâu. Em này nhỏ cực luôn. Em này thuộc hệ gì ta? Để mình coi thông tin em này cái đã. Em này thuộc hệ ma các bạn ơi. Ý, hình như em này là Pokemon hình có cái mặt nạ phía trước nè. Ý. Ủa, đây có phải là dạng chưa tiến hóa của Houndoom không? Houndoom nè các bạn ơi. Thôi, không chiến đấu đâu. Mình không nên đánh nhau với cái dạng chưa tiến hóa của Houndoom của mình. Rồi, và đằng này có một Pokemon mới nè. Sapay. Đây nè. Sapay lúc chưa tiến hóa nè các bạn ơi. Cơ hội là đây. Em này thì chỉ mới cấp 35 thôi. Mình tin rằng mình có thể bắt được. Rồi, triệu hồi ra Chameleon nè. Chiến đấu thôi. Hy vọng là mình có thể bắt được em Sapay. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng của hệ rồng đi. Và tấn công. Người được bao nhiêu sát thương? Ý, không tấn công được à? À được. Kéo được phân nửa máu rồi. Giờ thì mình nghĩ mình nên tấn công bằng một kỹ năng yếu yếu một xí á. Để tránh trường hợp mình tiêu diệt luôn em này thì ổn lắm. Crash thử xem. Đoạn tấn công bình thường không thể tấn công được em sáp A này các bạn ơi. Khá là khó đây. Vậy mình cần phải cân nhắc á.
Kỹ năng mới học thì sao? Phai phan nè. Phun lửa ý, từ 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 từ. Ý, đang bị cháy kìa. Phun lửa một phát bị cháy luôn. Để mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon ngay lập tức nha. Tại vì em này đang bị yếu rồi. Ultra Ball xuất hiện. Rồi, bắt vô trong liền. Hy vọng là Ultra Ball có thể bắt được em sắp ấy. Bắt không thành công rồi các bạn ơi. Em này khá là cứng đầu ấy. Ultra Ball mà bắt không được luôn. Được đi, được đi. Yes. Mình đã bắt được một em Pokemon sắp ai rồi các bạn ơi. Tiệt cứu mèo, tiệt cứu mèo. Ủa nhưng mà chết rồi. À đây nè. Nó tự chuyển về cái máy tính của mình luôn. Hay nha. Ra là vậy. Nếu mà mình không có đủ ô chứa thì nó sẽ tự động chuyển vô máy tính của mình luôn á các bạn ơi. Quá là tuyệt vời. Đúng là cái máy tính xịn của mình. Này này có em Pokemon Gengar. Em này tới cấp bao nhiêu đây? Mình nghĩ boss nè. Em này là một em boss các bạn ơi. Ui nhìn nguy hiểm chưa kìa. Thôi boss thì các bạn biết rồi đó. Mình đâu có trình độ mà chiến đấu được với em boss đâu. Mấy em Pokemon còn hơi yếu. Nên để sắp tới mình sẽ cố gắng luyện cấp thiệt là nhanh. Rồi thử chiến đấu với vài con boss xem coi mình có thể bắt được không nhá. Rồi sau khi tiêu diệt em kia thì mình sẽ được cái Aluminium Ingot và sát luôn. Quá là tốt, quá là tốt. Đi một lúc thì mình gặp được một em Totonathoi bự cực các bạn ơi, cấp 49 lần. Thử. Gặp đối thủ mạnh thì mình phải thử cho sức tấn công của em. Ý chết. Chameleon của mình đang yếu máu rồi. Toàn thế thì toàn bị tấn công là bị tấn công là hẹo liền. Giờ thì thử sắp ai coi. Sắp ai coi coi có những kỹ năng nào nhá. Fighting. Đây detect nè, thử kỹ năng detect xem như thế nào. Ui kỹ năng này sao không gây sát thương được à? Vậy thì kỹ năng Forest Side. Ui chết rồi, chưa kịp tấn công thì em kia đã kết liễu rồi. Giờ thì tới em Bounia thử xem. Bounia nè, cố lên em ơi, đừng làm anh tắt trọng nha. Ui em Totonathon này khỏe quá các bạn ơi. Hầu hết mấy Pokemon khỏe của mình á đều bị đánh bại rồi. Giờ thì sự đối đầu giữa hai Totonathon nè. Sự khác biệt kích thước là hoàn toàn dễ dàng nhận thấy á. Nhưng mà đừng có ỷ bự còn ăn hiếp. Thôi mình thua rồi. Thôi chạy thôi. Ý không cho chạy luôn á. Thôi xong rồi. Houndon thì sao? Cố lên Houndon ơi. Ui nhưng mà tấn công kiểu ui trời trời. Ui Houndon của mình khỏe cực. Wow chịu được một hit luôn. Thêm một hit. Kỹ năng bóng tối thì sao? Giảm chóng kỹ năng bóng tối hả? Thêm một kỹ năng bóng tối lần nữa nè. Ê mình bắt được em này nè. Em này cấp 49 mình bắt được nè. Hay là mình bắt thêm một em ta? Được á, Ultra Ball xuất hiện đi. Cấp 49 lần á. Không có đùa được đâu. Cố lên, cố lên. Ba. Yes. Ui, phải em cho hai em Pokemon bị thương thì mới có thể bắt được một em Totonator cấp 49 lần các bạn ơi. Ôi nhưng mà mình có hai Pokemon nó giống nhau luôn rồi. Hai Totonator luôn nè. Nhưng mà đều là giống cái hết cả nha. Ok chắc mình sẽ tạm thời cho em 36 vô trong nha. Rồi đưa em 49 ra ngoài. Chuyến đi hôm nay có vẻ rất là bội thu luôn khi mà mình bắt được hai em Totonator, một em 36, một em 49 nè. Rồi thêm một em sắp A, Pokemon mà lần trước mình gặp dưới hàng á, một con boss mình đâu có bắt được đâu, nên phải bắt tạm em này để sắp tới mình luyện cấp sao. Rồi một em Houndon nè. Rồi thêm một em Bounia nữa. Em này thì mình nghĩ sau này tiến hóa sẽ rất là đẹp, vì khi mà mình triệu hồi ra thì mình thấy em ấy có những cái lưỡi kiếm trên người nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Nhưng mà hình như mấy em này đang bị thương rồi, để mình ra mình chữa trị vết thương cái đã. Không thôi thì tỏi mẹ em lắm. Đây cho vào nè, được 4 trái Ultra Ball chứ bộ. Từ từ thì dàn Pokemon của mình đang xịn xịn lên các bạn ơi. Và như vậy đó là toàn bộ những số Pokemon mà mình bắt được trong ngày hôm nay. Trong thời gian với 2 tập á thì mình sẽ cố gắng luyện level cho em Chameleon của mình để tiến hóa nhanh nhất có thể nha. Để sắp tới mình còn có thể bay lượn được nữa. Cũng như luyện thêm mấy em khác nữa, để không thôi mấy em ấy sẽ bị thọ cấp á. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.